chào quý khán giả đang đến với chương trình Hỏi đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, tảo hôn là hành vi trái pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt trong xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và những mối quan hệ khác. Và những hình thức xử phạt đối với hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn là như thế nào? Mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Hỏi: xử phạt hành chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn được quy định như thế nào? Trả lời: theo Điều 58 Nghị định số 82 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thì hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt hành chính cụ thể như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ lấy chồng cho người khác chưa đủ tuổi kết hôn. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn, mặc dù đã có bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Hỏi: pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời? Trả lời: điểm A khoản 2 Điều 59 Nghị định số 82 năm 2020 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Hỏi: pháp luật xử lý như thế nào về tội tổ chức tảo hôn, tảo hôn? Trả lời: đối với hành vi tảo hôn với mức độ vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử phạt hình sự về tội tổ chức tảo hôn hoặc tội giao cấu với trẻ em theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau. Điều 183: tội tổ chức tảo hôn. Người nào tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Điều 145: tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Người nào thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội nhiều lần hoặc làm nạn nhân có thai thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người đã thành niên giao cấu với người từ đủ 16 tuổi trở lên không cấu thành tội phạm. Thưa quý khán giả, chuyên mục Hỏi đáp pháp luật hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.